Xin chào tất cả mọi người, chúng ta kênh đọc sách của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tôi vào trong chú lừa này nhé. Và mời mọi người cùng đến xem mình sẽ tôi đọc tranh này như thế nào. Thank you.
vừa rồi mình đã hoàn thành xong bức tranh này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.